Xin chào các bạn. Hành trình chạy bằng động cơ hạt nhân với tầm bắn và thời gian hoạt động không giới hạn, có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân và có nhiều tính năng chưa từng có tiền lệ khác. Việc thu nhỏ kết cấu phức tạp như lò phản ứng hạt nhân vừa đủ để lắp trong thân tên lửa này là thành tựu kỹ thuật đáng chú ý của tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga. Vậy loại tên lửa khiến phương Tây phải lạnh gáy này có gì đặc biệt? Mời các bạn cùng đến với video ngày hôm nay. Nga khiến Mỹ sốc về tên lửa Burevestnik. Kênh truyền hình CNBC ngày 12 tháng 9 năm 2019 dẫn thông tin tình báo của Mỹ tiết lộ tên lửa Burevestnik có tầm bắn không giới hạn của Nga sẽ được đưa vào trực chiến trong vòng chưa đầy 6 năm nữa, bất chấp kết quả không thuận lợi trong vụ thử của tháng trước. Hiện nay, Nga đã đạt được nhiều thành tựu đối với loại tên lửa này. Ban đầu, tình báo của Mỹ nhận định Moscow sẽ tốn trên dưới một thập niên, bởi trong vòng thử thành công nhất thì Burevestnik cũng chỉ bay vài chục km rồi rơi xuống đất. Nhưng với những thông tin mà tình báo Mỹ đã thu thập được đã cho thấy, Nga hoàn toàn có thể đưa chương trình Burevestnik về đích sớm hơn dự kiến. Burevestnik là siêu tên lửa hành trình có tầm bắn không giới hạn và có sức công phá khổng lồ nhờ trang bị động cơ hạt nhân, được Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố trong thông điệp liên bang hồi tháng 3 năm 2018, cùng với nhiều mẫu khí tài tối tân khác. Tên lửa này được thiết kế để có tầm bắn không giới hạn như Burevestnik. Chuyên gia của CNBC cho rằng hiện chúng vẫn được Nga bảo mật, nhưng gần như chắc chắn rằng hệ thống dẫn đường vệ tinh sẽ là tai mắt của thứ vũ khí đặc biệt này. Nếu nhận định này được xác nhận thì điều này cũng đồng nghĩa với việc Burevestnik trở thành dòng tên lửa hành trình tầm xa nhất và có độ chính xác hàng đầu thế giới hiện nay. Bởi hiện nay, Nga và Trung Quốc đang có kế hoạch hợp nhất hai hệ thống dẫn đường vệ tinh của hai nước này nhằm bao trùm khu vực rộng lớn trên thế giới. Bản kế hoạch này đã được mang ra bàn thảo hồi tháng 5 năm 2018 tại khuôn khổ Hội nghị Công nghệ tiên tiến trong sản xuất và kỹ thuật vật liệu quốc tế, được tổ chức tại thành phố Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Hệ thống mới sẽ cho phép các đối tác chia sẻ dữ liệu về vị trí của các nhóm vệ tinh điều hướng, nâng cao hiệu quả làm việc trong môi trường, thời gian thực và trao đổi sửa đổi khi 1993. Tại thời điểm đó, hệ thống định vị có 27 vệ tinh trên quỹ đạo và tất cả đều hoạt động. Nó được điều hành bởi lực lượng phòng vệ không gian Nga và hiện đang là hệ thống dẫn đường thay thế thứ hai hoạt động. Công nghệ động cơ hạt nhân không phải là mới. Sau khi thông tin về tên lửa Burevestnik được công bố, giới chuyên gia quân sự rất quan tâm tới việc người Nga đã làm cách nào để thu gọn và tích hợp được công nghệ hạt nhân lên tên lửa hành trình tương lai. Sau quá trình phân tích, nhiều chuyên gia quân sự cho rằng động cơ hạt nhân trên Burevestnik được phát triển trên cơ sở động cơ đẩy nhiên liệu rắn RD-0410 được phát triển từ thời Liên Xô. Trong giai đoạn 1965-1985, các nhà khoa học Liên Xô đã phát triển thành công nguyên mẫu động cơ tên lửa sử dụng nguyên liệu hạt nhân RD-0410 với trọng lượng khoảng 2 tấn. Nguyên mẫu này có thể hoạt động liên tục trong vòng 1 giờ. Dù nguyên mẫu động cơ này chưa đủ tin cậy để áp dụng rộng rãi trong lĩnh vực tên lửa của Liên Xô, nhưng là tiền đề để phát triển công nghệ động cơ tên lửa hạt nhân trong tương lai. Thực tế, động cơ phản lực hạt nhân được cả Liên Xô và Mỹ theo đuổi trong những năm chiến tranh lạnh. Chúng đều sử dụng nguyên lý động cơ phản lực dòng thẳng thông thường, nhưng số phận của chương trình phát triển động cơ hạt nhân ở mỗi nước lại đi theo hướng khác nhau. Mỹ chính là nước đi tiên phong phát triển động cơ phản lực hạt nhân vào năm 1946 với chương trình NEPA. Người Mỹ đã thu được kết quả nhất định đối với các mẫu lò phản ứng hạt nhân thu nhỏ ASTR và R1 đủ để trang bị trên các loại phương tiện này. Các nguyên mẫu động cơ phản lực hạt nhân này đã được thử nghiệm trên máy bay ném bom B-36. Tuy nhiên, toàn bộ chương trình phát triển động cơ phản lực hạt nhân của Mỹ đã bị đình chỉ vào năm 1961 sau khi quyết định của Tổng thống Kennedy, nhà lãnh đạo nước Mỹ đánh giá công nghệ hạt nhân áp dụng trên máy bay quân sự là thiếu tin cậy và khả thi. Trong khi đó, Liên Xô cũng bắt tay vào phát triển công nghệ động cơ hạt nhân vào năm 1947. Tới năm 1955, Văn phòng Thiết kế Hàng không của Liên Xô đã nhận được yêu cầu phối hợp với hàng loạt tổ thiết kế động cơ phản lực danh tiếng để tập trung cho ra đời nguyên mẫu động cơ phản lực hạt nhân. Kết quả là nguyên mẫu YAAD của tổ hợp thiết kế Lyuka được đánh giá là đủ tin cậy. Tuy nhiên, phù hợp để lắp đặt trên máy bay quân sự, nhưng nguyên mẫu động cơ này
không đảm bảo được sự an toàn bức xạ cho kíp phi công, cũng như các vấn đề phát sinh khi bị bắn rơi hoặc tai nạn. Dự án YAAD sau đó đã bị tạm dừng, nhưng ứng dụng của nó đã giúp cho Liên Xô trở thành quốc gia duy nhất trên thế giới có được công nghệ lo phản ứng hạt nhân bỏ túi. Sau này, Nga đã kế thừa các công nghệ phát triển từ thời Liên Xô để hoàn thiện YAAD và trang bị nó lên tên lửa hành trình Burevestnik. Burevestnik là một phần của khả năng răn đe chiến lược Nga. Trong thời đại của công nghệ vượt siêu âm, việc tên lửa Burevestnik chỉ đủ khả năng bay ở tốc độ cận âm, dễ bị các tổ hợp vũ khí phòng không phát hiện và bắn hạ, có thể đúng trong những cuộc xung đột cục bộ. Tuy nhiên, Burevestnik có vai trò hoàn toàn khác. Nó là một phần trong hệ thống răn đe chiến lược của Nga. Giống như ngư lôi tự hành Poseidon, Burevestnik không phải là thứ vũ khí tấn công phủ đầu mà được dùng để trong các đòn tấn công tiếp sau của chiến tranh tổng lực. Trong chiến tranh tổng lực, đi đầu các đợt tấn công sẽ là tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM, phủ đầu và các lãnh thổ quốc gia thù địch. Sau những đòn tấn công quy mô như vậy, dù bị suy yếu, nhưng để bảo đảm bẻ gãy hoàn toàn khả năng phản công hay kháng cự của đối thủ chính là nhiệm vụ của Burevestnik. Với đầu đạn hạt nhân, quỹ đạo bay có thể hiệu chỉnh và tầm bắn không giới hạn. Burevestnik chính là những đòn tấn công chính xác cao vào những cơ sở quân sự còn lại của đối phương sau đợt tấn công phủ đầu. Trong khi Poseidon có thể tạo ra sóng thần nhấn chìm các vị trí ven biển, thì Burevestnik sẽ tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lục địa. Ở thời điểm đó, hệ thống phòng không của đối phương đã sứt mẻ qua các đợt tấn công phủ đầu và sẽ không còn đủ khả năng để ngăn chặn hoặc bộc lộ các điểm yếu để cho Burevestnik vượt qua. Hơn thế nữa, sau các đòn tấn công hạt nhân quy mô, môi trường phóng xạ và ion hóa đậm đặc sẽ khiến cho việc phát hiện ra tên lửa Burevestnik bay tới là không thể. Như vậy, khác với vai trò của Tomahawk là tấn công phủ đầu, Burevestnik đóng vai trò như vũ khí răn đe để khiến các đối thủ hiểu rằng sẽ không có cơ hội chiến thắng khi Marshall Billingsley đã gọi các dự án tên lửa Burevestnik và Poseidon của Nga là khủng khiếp và kêu gọi đóng các dự án này. Ông Billingsley cho rằng, chúng tôi đã nhiều lần cảnh báo rằng Skyfall, tức là Burevestnik và Poseidon là những dự án rất khủng khiếp. Không quan trọng là Nga có chịu trách nhiệm cho sự cố gần đây hay không. Điều này cho thấy tại sao Nga phải đưa các dự án này lên kệ. Chỉ tổ lãng phí tiền bạc, ông Billingsley viết trên Twitter. Hiện chúng tôi không nằm trong hiệp ước cắt giảm và hạn chế vũ khí tấn công chiến lược, nhưng thỏa thuận tiếp theo sẽ bao gồm chúng. Liên quan đến các hệ thống vũ khí mới, bao gồm Burevestnik, đây là những hệ thống thay đổi cán cân chiến lược khá rõ nét. Chúng làm mất giá trị nhiều chương trình của Mỹ liên quan đến nỗ lực tiến hành cuộc tấn công đầu tiên trong hệ thống Burevestnik. Tên lửa có tầm bắn không giới hạn, nghĩa là nó có thể bay từ bất kỳ hướng nào, và điều này có nghĩa là các hệ thống phòng không và tên lửa do Hoa Kỳ tạo ra trong 25 năm qua và đã tiêu tốn hàng chục tỷ đô la đang mất đi giá trị của mình. Và động cơ cho cú tấn công đầu tiên đang suy yếu đáng kể, ông Poberezkin nhận định. Những lo ngại của người Mỹ về các tên lửa mới của Nga là vì Mỹ sẽ không có bất cứ loại vũ khí nào như vậy trong khoảng 20 năm nữa. Việc Mỹ muốn mở rộng phạm vi của hiệp ước đối với tên lửa Burevestnik và ngư lôi Poseidon là nỗ lực lặp lại của 40 năm trước. Điều đặc biệt là trong khi giới quân sự Mỹ đang đặc biệt quan ngại về các vũ khí mới của Nga, thì vào hồi đầu năm 2020, Tổng thống Donald Trump tuyên bố với Twitter rằng Mỹ có công nghệ tương tự tên lửa dùng động cơ hạt nhân Burevestnik nhưng tiên tiến hơn nhiều. Tuyên bố của ông chủ Nhà Trắng được đăng tải khi nói về những thông tin bị thu thập được về vụ nổ tên lửa mang động cơ hạt nhân Burevestnik của Nga. Vụ nổ tên lửa khiến nhiều người lo ngại về chất lượng không khí gần bãi thử, và xa hơn thế, đó là điều không tốt. Hiện Mỹ cũng có công nghệ tương tự nhưng tiên tiến hơn so với mẫu động cơ tên lửa của Nga đã phát nổ trong thử nghiệm. Mỹ đang học hỏi rất nhiều từ vụ thử tên lửa thất bại này, ông Trump cho biết. Ngay sau tuyên bố của ông Trump, giới chuyên gia cho rằng Mỹ là quốc gia thứ hai đang theo đuổi chương trình tên lửa hành trình sử dụng động cơ hạt nhân. Khả năng này hoàn toàn có thể bởi ngay từ thời chiến tranh lạnh, Mỹ đã phát triển thành công loại tên lửa không giới hạn về tầm bắn này. Thiết kế của động cơ rất đơn giản, về cơ bản không có bộ phận chuyển động. Khi tên lửa được phóng đi, vận tốc không khí đi qua ống dẫn đủ nhanh để cho phép động cơ hoạt động. Lò phản ứng hạt nhân sẽ làm nóng không khí đi vào nơi nó giãn nở và được xả ra từ vòi phun, cung cấp lực đẩy rất lớn so với nhiên liệu thông thường. Sau khi đã đạt được những thành công nhất định, những nhà lãnh đạo và giới quân sự Mỹ mới hiểu ra rằng
Công nghệ tên lửa đạn đạo xuyên lục địa đã chứng minh sự dễ dàng trong việc chế tạo và phát triển, làm giảm nhu cầu và tên lửa hành trình đặc biệt này. Do vậy, đến ngày 1 tháng 7 năm 1974, 7 năm rưỡi sau khi khởi động, dự án của Mỹ đã bị hủy bỏ. Tuy nhiên, với việc Nga bắt tay vào phát triển và thử nghiệm chương trình tên là Skyfall với động cơ hạt nhân, khả năng Mỹ sẽ hồi sinh dự án này với những nâng cấp mới là hoàn toàn có thể. Tổng cộng, Nga đang tiến hành 3 vụ phóng nguyên mẫu tên lửa Burevenik và vụ thử gần nhất được xác định là lần thành công đầu tiên. Năm 2018, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mô tả khá chi tiết về loại vũ khí này. Về cơ bản, tên lửa mới có cấu tạo tương tự như tên lửa X-101 hiện có của quân đội Nga, nhưng uy lực của nó gấp hàng chục lần so với tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ. Với tầm bắn không giới hạn, tên lửa hoàn toàn có thể né tránh các ô phòng thủ tên lửa của đối phương đã triển khai nhờ vào tầm bay không giới hạn và thời gian hoạt động gần như vô hạn. Bạn có thể hiểu đơn giản, đó là vũ khí chưa từng tồn tại trên thế giới. Nó gần như không cho đối thủ cơ hội bắn hạ, ông Putin cho biết. Những thông tin này đã thực sự khiến cho phương Tây lạnh gáy. Bạn thắc mắc vì sao Mỹ nhanh chóng rút khỏi hiệp ước với các lực lượng tên lửa tầm trung? Họ đã thua trong cuộc chạy đua công nghệ tên lửa hành trình và họ cần phá bỏ mọi rào cản để có thể bắt kịp Nga, nhưng đó là khả năng rất khó. Trong khi đó, tuyên bố của cựu cố vấn cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Nga đang phát triển cỗ máy hủy diệt ngay tận thế, có thể phá hủy những thành phố lớn của Mỹ. Vụ nổ của ngư lôi không người lái năng lượng nguyên tử mang đầu đạn hạt nhân có thể gây ra một đợt sóng thần cao 300 feet đánh vào bờ biển nước Mỹ. Vì sự xuất hiện của các loại vũ khí mới như Burevenik, Mỹ đang phải xem xét chiến lược phòng không và phòng thủ tên lửa với mục tiêu đối phó tốt nhất với các mối nguy cơ đến từ Nga và Trung Quốc. Đây cũng là lý do khiến việc phát triển vũ khí phòng không là một trong những ưu tiên hàng đầu của Lầu Năm Góc với chiến lược cập nhật sách lược phòng thủ tên lửa mới. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của Mỹ chỉ cho thấy họ đã chậm hơn Nga như thế nào trong cuộc đua công nghệ lần này. Đáng tiếc, câu nói nếu bạn muốn hòa bình, hãy chuẩn bị cho chiến tranh vẫn có tính thời sự cấp bách. Ban lãnh đạo chính trị quân sự của Nga nhận thức rõ được điều này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Nếu thấy hay, hãy dành tặng cho Khám phá Quân sự một like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video thú vị tiếp theo nhé. Đừng quên gợi mở những chủ đề mà các bạn mong muốn phía dưới phần bình luận video nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.